Rồi, vậy là cô chú thấy rồi đó. Hello cô chú đi. Muốn nói chuyện. Đó, đó con làm vậy là cô chú không có thấy được đó. Cho cô chú chống mặt đó. Cô chú. Con. Đó. Khi con thấy cái này chạy nè là nó đang quay á, con hát đi. Đó, như vậy cô chú mới thấy nghe con hát hiểu không? Đừng có bấm lúc nào nữa hết, phải hả chị? Cô chú mới nghe con hát được. Đó là bây giờ chị đang quay đó. Bây giờ chị muốn nói chuyện gì với cô chú chơi cho nói đi. Trời ơi, nó tự cầm cái điện thoại, nó tự cầm cái máy lên, nó nói hello cô chú ơi, rồi muốn nói gì nói đi. Hello cô chú ơi. Ê, con đừng có quay, con ngồi lên vậy là cô chú không có thấy mặt con. Mẹ bỏ tay. Mày bỏ rồi sao cô chú thấy con được? Không, em muốn cầm. À, con muốn cầm phải không? Rồi ok, con muốn mẹ cầm. Mẹ bỏ đây. Rồi, bỏ đây phải không? Ừ. Rồi, mẹ bỏ đây nè, bây giờ con muốn nói chuyện gì với cô chú, con nói đi nha. Dì ơi, con ngồi đây. Con ngồi đây, ok. Trời ơi, nó tự cầm cái điện thoại lại. Tôi chỉ cho nó bấm vô cái nút đỏ nên nó bấm quay đó. Rồi, ngồi đây nha chưa. Rồi, bây giờ mẹ, để con nè. Khi con để cái máy xuống á, là con phải để làm sao? Flamingo. Nè, con phải để làm sao? Flamingo happy birthday. À, con muốn cái con flamingo happy birthday vô hả? Dạ, con muốn quá trời luôn. Con muốn quá trời luôn hả? Dạ. Ngày mai mẹ mua con nha. Dạ. Rồi, con có xương. Mua chưa luôn. À, nó lại rồi, bây giờ nó không có ai tâm sự, nó lại nó mở máy nó tâm sự cô chú con này mà muốn. Để coi cho chơi. Nó vô mốt đi YouTuber nè. No way. Nó thấy chưa? Con nhìn mẹ nè, khi mà con di chuyển là mẹ phải cầm cái máy đi nè, thấy không? Đó chứ con đâu có được để cái máy một chỗ, cầm cái máy đi, con đi đâu là mẹ đi theo đó, hiểu không? Không, mẹ cô chú thấy mẹ. Ơi đây nè, cô chú đang thấy con nè. Đó, cô chú thấy con nè. Đi đâu? Đi vô được đó phải không? Trời ơi, nó mẹ cô chú thấy mẹ ơi. Nó muốn mở cái kiến lên đó. Rồi, sao nữa? Coi mặc cái bộ đồ Elsa của bà mua tặng này đẹp dễ sợ không? Bà mua tặng cái cặp Elsa đó, cái bộ đồ. Trời ơi, cái cây bị gãy rồi hả con? Ai làm á? Chơi làm. Chơi làm hả? Đúng rồi, chơi làm á. Buổi tối nên là xả tóc nha cô chú, nên có nhiều cô chú nói lâu lâu không có thấy chơi. Cột tóc lên cho chơi là do buổi tối nha cô chú nha. Tối không có cột tóc lên cho em được, không cột hoài, không lấy cột hoài. Bấm hết pin rồi. Tóc của Rapunzel đó. Thôi đi con. Rồi. Chơi bây giờ là đánh răng nha cô chú nha. Rồi. Đánh răng. Up and down and up and down. Rồi. Rồi đứng yên đánh răng cho cô chú coi nè. Đứng ra đây. Lâu quá cô chú chưa có coi chơi đánh răng nè. Rồi nhăn nhìn vô đây, nhìn vô cô chú. Rồi để. Ha, nhăn ra. Nhả ra. Rồi tới đây mẹ đánh. Nhìn vô cô chú. Nè, này tiêu diệt mấy cái con sâu trong này nghe chưa? À không. Tự đánh đi. Đánh đúng rồi, đánh bên kia nữa. Quay cái tay lại, quay cái bàn chải lại, lấy cầm cái tay kia. Đè lên nè, chỉ gì nhả ra đi, cầm kêu chỉ nè. Rồi đánh đi ơi, ghê không con, ghê đó, đánh đi đè lên. Đánh sao mày, đánh sao mày, đánh up and down sao? Ok, lên xuống đánh sao? Đúng rồi, lên up and down. Nhăn răng ra. Lên sướng. Thế là đánh ngang rồi. Đánh là nó nhơi không à cô chú ơi. Phải đánh cho nó mới sạch chứ còn nó tự đánh nó nhơi không à.
Đánh đang chuyên nghiệp không? Đánh xoay luôn đó. Nó không có chịu đánh cái bàn chải bằng máy. Chú Bình mua cho nó cái bàn chải bằng máy mà nó chỉ đánh mở lên cái mở. Đúng rồi. Ờ, con sợ hả? Chi đâu sợ. Đánh bàn chải đó mấy mấy ấy. Đây mẹ đánh nha, giờ tới lượt mẹ đánh nè. Con đánh chậm quá. Con nhơi không à, đánh thì không con bán. Trời ơi, thì gớm quá trời ơi, nhổ ra. Nhổ ra. Gớm. Hê chú miêu ơi. Gì? Hê chú. Đánh lưỡi sao, đánh lưỡi sao? Sau vô. Lâu quá để tôi đánh cho. No kidding. Ngồi đây, ngồi xuống đây, mày cắt móng tay cho. Bye. I like that I put that chair up there. It makes it more convenient. Yeah. Ow. Xạo. Mẹ. My face. À, nó văng lên móng tay, văng lên mặt con hả? Yeah. Con nói mẹ ơi, móng tay văng lên mặt con. Chứ mẹ cắt đâu có đau đâu. Trời, mẹ là chuyên nghiệp cắt mà con nói. Con ao là con tầm 7 vậy đó. Hồi nào tới giờ từ khi con sinh ra mấy năm nay mẹ chưa bao giờ cắt ngón tay cho chay bị gì hết đúng không? Mấy năm nay rồi. Mình thấy mũi mẹ ơi. Hả? Thấy mũi đau luôn. Làm sao? Giờ văng lên cái mũi đau luôn hả? Ừ. Nào giờ mẹ chưa bao giờ cắt ngón tay cho chay bị gì hết chay nhớ không? Ừ. Mẹ là thở mà. Hello, Daddy. Hello, Judy. You look very pretty. Bye. What are you saying bye? Rồi, ngồi khép chân lại, cô chú thấy chưa? Yeah. Yeah. I'm so sleepy. You're sleepy? You slept for like 15 hours. She slept until 11 o'clock. 11 o'clock. No. Yes, you can't lie. Ow. Ow, cái gì mà ow sợ quá. Đó, mở trời, mở dám xém chút văng vô miệng mẹ luôn rồi chơi. Xém chút văng vô miệng mẹ luôn á. Rồi con có muốn mày xấu ngón tay con không? Xém gì mà mi? Ừ, văng tùm lum luôn á. Con nó đi văng tùm lum. Kệ người ta đi, đừng có quay. Don't move, JD. Something say. Mà con có muốn mày xấu ngón tay không? Say hi, Daddy. Hello, JD. No, say hi. Trời ơi, người ta mở cửa. Oh, I said hi to Kevin when he walked by, when I was walking in from the parking lot. Trời ơi, người ta mở cửa ra đi, nó cái kêu ba nó phải nói xin chào cái người đó chứ. Trời ơi, cái tôi mệt quá. Lễ nghĩa, đồ này kia, lịch sự, đồ này kia. Nó quy lớn mà kêu say hi đà đi. Trời ơi, ba phải nói chào người đó chứ. Có được đó không? Rồi. Arden. Arden. Rồi, con có muốn mày xong móng tay không? Dạ. Yeah. Xong móng tay nha. Is that your friend? My friend is Arden. Hello. Hello. Oh, you gotta say bye-bye. She's leaving. She going to her dad. Say bye-bye. Đó, giờ đi cho A Trì, bữa nay đi qua ba đó, tội nghiệp không? Mấy ngày ba, mấy ngày với mẹ. They're going to another place. Her dad, she going to her dad. Stay in for a couple days. You wanna go in your car, JD? Nhảy, nhảy như một đó gì? Đang như một đoá. I like a can fly with a snow. Like a For the first time let go, let go. There'll be
There'll be music, there'll be light. Turn my hair into a skin. Con chơi gì vậy? Con chơi gì? Dạ. Phải không? Bấm lại coi. Puppy. My hair even turned into a light show. Dance and sing with me. Time to practice for my world tour. Hay quá. There's so many more fun things we can do with my hair. Nhấn mục luôn coi. Press mục luôn coi. Okay. I'm past my night. Show you my magical hair. You can change it to so many different colors. Turn my hair into a demon. Mèo, puppy dress. Mua cái gì con? Puppy dress. Con mua cái đầm của em đó hả? Dạ, mua màu pink. Muốn mua màu pink hả con? Mua màu pink face, màu hair. Màu flowers mẹ ơi. Để mẹ mua cho. Mua hết luôn hả? Màu gì? Màu room. Mở đèn lên con hả? Mở đèn. Con nói mẹ ơi. No, the camera. Please stop. See it. Stop being lucky.